Xin chào tất cả các bạn, quay lại kênh của Phùng Tấn. Trên tay của Phùng Tấn thì có 2,5 cân sấu. Mình sẽ mùa sẽ làm cái món sấu ngâm đường. Mùa hè này thì để được có một cốc sấu ngâm đường thì uống thì thật là tuyệt vời. Hôm nay mình mua 2,5 cân, nhưng mà mình sẽ làm chỉ làm 1 cân ngâm đường thôi. Còn 1,5 cân mình sẽ để tủ đông, cấp đông để ăn dần cả một năm, để các cái món canh luộc mình cho vào. Ví dụ như rau muống luộc của mấy quả sấu này cho vào thì tuyệt vời đấy. Cái sấu này hình như là trong Sài Gòn hình như không có đấy phải. Bởi vì trước kia mình có làm cái món liên quan đến quả sấu thì rất là nhiều bạn ở trong miền Nam hỏi là quả sấu là quả gì. Quả sấu thì thực ra nói là quả gì thì mình cũng không biết giải thích như thế nào. Quả sấu thì đây hình thù quả sấu là như thế này. Thì cứ nó đây là chính vụ nhá. Bây giờ đang mùa sấu, rất là rẻ thôi, chỉ có 20.000 một cân sấu thôi. Quả sấu này thì nó có vị chua đấy, mình có thể dùng các món canh rất là hợp. Ở đây thì mình vừa bớt ra, mình dùng 1 cân sấu đi nhé. 1 cân sấu thì mình sẽ dùng với 1 cân đường, với 1 lít gừng, 1 thìa muối. Muối hạt thì tí nữa để mình cho vào nước. Bây giờ mình cho vào nước để thì mình cạo, mình cho vào mình ngâm sấu thôi đấy. Các bạn mua sấu mà các bạn muốn nhờ người ta gọt thì bằng máy thì ở chợ rất là nhanh nhá. Hôm nay mình không muốn bảo người ta gọt để về để giới thiệu cho các bạn. Thì trước khi nào cái này thì mình sẽ gọt. Mình gọt thì gọt bằng dao thôi, thủ công thì nó hơi lâu một tí. Thế nhưng mà các bạn muốn nhanh thì các bạn nhờ người ta bán người ta gọt cho nhé. Mình sẽ cái này không phải là gọt mà mình sẽ cạo thôi. Mình sẽ cạo vào một cái lớp vỏ mỏng bên ngoài. Cạo này. Cạo thế thì nó hơi lâu một chút, nhưng mà mình cạo thuyền nó sẽ không bị dập nát mà không bị như mình quay bằng máy. Nó kiểu như con gà mình vặt nông bằng tay và vặt nông bằng máy. Đấy, thì này là xong các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào mình ngâm với cái chậu nước mà mình cho một ít muối vào. Hai vợ chồng mình cạo cũng mất khoảng độ 7-10 phút thì cũng xong được 1 cân sấu. Nói chung là cạo này thì cũng hơi mất thời gian một chút, nhưng mà các bạn mà mua thì các bạn mua làm nhiều thì các bạn quay máy cũng được, nếu làm ít thì cạo mất khá nhiều thời gian, nếu mà làm độ 3-4 cân thì mất khá nhiều thời gian. Cái sấu này thì các bạn ngâm, các bạn làm chuẩn thì cứ để được 1 năm thoải mái. Các bạn nên làm sấu tươi nhé. Sấu mua về các bạn nên làm sấu tươi, các bạn đừng để tủ đông xong các bạn mổ ra làm. Và sấu của mình nó quắt rất là xấu. Đấy, sấu sau khi mình cạo đi một lượt vỏ bên ngoài rồi đấy, nhìn rất là đẹp các bạn nhé, rất là xanh. Thì mình sẽ đi rửa sạch cái sấu này đấy, để bắt đầu tiến hành cho vào để ngâm. Trước khi mình cho sấu vào mình trần, mình sẽ đập hơi dập cái quả sấu này ra đấy. Cái bước này thì các bạn tưởng chừng nó đơn giản nhưng mà rất là quan trọng. Bởi vì khi các bạn đập ra một tí thì cái nước đường của mình ngâm nó sẽ ngấm từ bên trong ra, làm quả sấu của mình nó sẽ căng, nó không bị nhăn nheo đấy, nó không bị tóp quả sấu. Và khi mình đập ấy, thì quả sấu của mình ăn nó sẽ giòn hơn, nó không dai. Còn tất nhiên là các bạn mà không thích ăn
giòn, mà các bạn thích ăn quả sấu nó dai dai thì các bạn không cần đập, mà quả sấu nó xấu một tí cũng được thì các bạn không cần đập nhá. Đấy, mình đập nhưng mà các bạn lưu ý là đập nhẹ thôi nhá, mình không đập mạnh, mình chỉ đập nhẹ thôi. Đấy, để cho nó có một cái đường nứt ở quả sấu là được. Đây này, các bạn nhìn mình để gần này, nó chỉ cần có một đường nứt này được. Đấy, chứ mình không đập mạnh nhá, không đập mạnh tay, mình sẽ để riêng cái chỗ đập này ra. Khi mình trần sấu thì mình sẽ để một nồi nước sôi. Sôi lên cái mình sẽ tắt bếp nhá. Đấy, mình tắt bếp, mình đổ sấu vào mình trần. Thì mình không đun lửa, không bật lửa nhá, mình tắt bếp. Mình sẽ đảo trong khoảng độ tầm 1 phút thôi. Đảo sấu 1 phút thì mình vớt ra. Đấy, trước khi mình cho sấu vào trần thì mình chuẩn bị một cái chậu nước bên cạnh. Đấy, chậu nước các bạn có thể cho đá vào cũng được nhá. Nó càng nguội nhanh càng tốt. Đấy, để mình vớt sấu ra. Thế sau khi mình đảo được tầm 1 phút ngâm trong cái nước sôi, mình sẽ vớt ra nhé. Sau khi cái sấu của mình nó nguội cái thì vớt ra nguội cái thì mình sẽ đổ luôn cho ráo nước nhé. Khi cái sấu mình để cho nó ráo nước thì mình sẽ đi thái gừng, mình sẽ thái nát mỏng, cho gừng vào rất là thơm các bạn nhé. Sau khi sấu của mình để ráo nước rồi, bây giờ mình sẽ ướp đường. Cái tỷ lệ đường với sấu là mình cho 1:1 nhé, 1 cân đường 1 cân sấu. Các bạn thích ăn ngọt hơn thì các bạn có thể tăng một ít đường. Các bạn muốn ăn ít đường các bạn có thể giảm, nhưng mà giảm ít thôi nhé. Nếu các bạn mà giảm nhiều đường quá thì cái sấu của mình nó chua, thì uống rất là chua, không ngon đâu. Rồi mình sẽ cho đổ đường lên trên. Đấy, khi cho đường vào thì mình ướp thì mình sẽ đảo đều. Đấy, mình sẽ ướp ở đây khoảng độ 4-5 tiếng, các bạn có thể ướp thời gian dài hơn để cho cái đường của mình nó chảy hết ra. Cứ để thời gian để của mình là 4-5 tiếng, thời gian khá là lâu. Đâm ra mình sẽ phin một cái lượt lên trên để nó đảm bảo vệ sinh. Các con có con muỗi con gì nó khỏi bẫy vào. Sau khi mình phin rồi thì cứ cách 20 phút, 15-20 phút, nếu mình có thời gian thì mình sẽ vào mình xóc qua một lần cho đường nó nhanh tan. Là khi mình vừa bị khía cái quả sấu, mình đập quả sấu một tí đấy thì mình khi mình ướp thì nước đường nó chảy ra nó sẽ ngấm ở bên trong nhé. Đấy, cái sấu này của mình thì mình để được 4 tiếng rồi, nước nó ra rất là nhiều rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bóc vỏ cái này ra để mình cho cái sấu vào bình. Đấy, bây giờ mình sẽ cho cái sấu vào bình, còn cái nước thì cái đường của nó chưa tan hết thì mình sẽ cho vào mình đun cho chảy hết đường ra. Thứ nhất là đun thì để cho đường chảy ra này, thứ hai là mình đun thì cái nước đường của mình nó sẽ sánh. Đấy, nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ cho vào cái xoong này mình đun. Ok,
Cái nước đường này thì mình chỉ đun sôi lên khoảng độ nửa phút thôi, mình đắp nhé. Đấy, và bây giờ nước đường của mình nó đã sôi rồi, sẽ tắt bếp nhé. Và bây giờ mình tắt bếp rồi, mình sẽ cho cái gừng này vào. Mình sẽ để cái nước đường này của mình nó nguội hẳn thì mình sẽ đổ vào cái sấu nhé. Nước đường sau khi của mình để nguội rồi đấy thì nó sẽ keo như thế này các bạn nhé. Đấy, nó keo như thế này. Thì bây giờ mình sẽ cho vào cái bình sấu này. Đấy, để mình ngâm. Cái này thì các bạn ngâm phải tầm 7 đến 10 ngày thì các bạn dùng thì nó mới gọi là tạm được. Với cái cách ngâm sấu của mình thế này thì các bạn có thể để cả một năm được nhé. Các bạn muốn ăn sấu, các bạn muốn ngâm nước sấu đường này các bạn nên tự làm lấy nhá. Thì làm cái này nó không khó lắm mà nó cũng dễ thôi, ăn nó sẽ uống nó sẽ an toàn hơn. Đây thì các bạn kiếm một cái gì mà để cho nó được cái sấu của mình nó được ngập ở dưới nước. Đấy, thì nó sẽ không bị hỏng. Mình sẽ dùng tạm cái nhựa này để cho vào để cho nó chìm cái quả sấu xuống, nó không nổi lên mặt trên. Thì bởi vì cái nhựa này thì mình bóp vào thì nó dễ này. Đấy, nó sẽ dễ. Sau mình sẽ cho một cái bát con lên trên. Đấy, cho nền xuống. Lấy mấy cái bát chằn lên. Đấy, mình sẽ chằn cho cái bát lên một tí, cho đè hơi đè xuống. Mình chỉ cho đến chỉ để mấy hôm thôi. Khi nào mà ăn được ấy là các bạn cũng không cần phải chèn đâu. Đấy, mới thì các bạn phải chèn. Nó nổi lên thì nó sẽ bị hỏng. Bây giờ mình sẽ nắp đây để khoảng độ 7 hôm nữa. Đấy, vậy là Phùng Tấn đã có một cái bình sấu rất là ngon rồi, rất là vàng, rất là đẹp. Đấy, thì hy vọng là các bạn sẽ theo cái cách của mình sẽ thành công nhé. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.